Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Thống nhất thời gian tựu trường và tổ chức lễ khai giảng năm học mới của học sinh cả nước vào ngày 5 tháng 9. Nhiều người vẫn còn tâm lý chủ quan, lơ là, làm tăng nguy cơ dịch bệnh bùng phát và lây lan. Doanh nghiệp dệt may tìm giải pháp phát triển khắc phục khó khăn trước đại dịch COVID-19. Vụ bắt cóc ở Bắc Ninh là hồi chuông cảnh báo cho các bậc phụ huynh cần quan tâm sát sao đến con nhiều hơn. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 26 tháng 8 tại Bộ Tài chính đã diễn ra hội nghị với các bộ ngành về giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài của Chính phủ 8 tháng đầu năm 2020 với sự tham gia của 12 bộ ngành. Theo Bộ Tài chính, ước tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài thực hiện đến thời điểm này là 21,64% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Kết quả này cao hơn so với tháng trước nhờ nhiều giải pháp tích cực của Chính phủ, các bộ ngành. Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho rằng tỷ lệ này là rất thấp, thấp hơn mức bình quân chung giải ngân đầu tư phát triển năm 2020. Hội nghị tập trung lắng nghe trực tiếp các ý kiến trực tiếp từ các bộ ngành, xem nguyên nhân giải ngân chậm do đâu, ra soát lại khả năng giải ngân đến cuối năm đạt bao nhiêu, đưa ra giải pháp kiến nghị để đảm bảo giải ngân theo kế hoạch. Đối với các bộ ngành không có nhu cầu giải ngân hết, phải chuyển giao cho các đơn vị khác cần đăng ký chính thức để Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo Chính phủ. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 94 quy định cơ chế chính sách ưu đãi đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia. Cụ thể, trung tâm được thuê đất trong thời hạn 50 năm trong các khu công nghệ cao và được miễn toàn bộ tiền thuê đất cho cả thời hạn thuê. Trong đó, đối với cơ sở trung tâm tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, miễn tiền sử dụng hạ tầng cho diện tích đất được thuê, miễn toàn bộ kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng và được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 30 năm, kể từ năm đầu tiên có doanh thu, miễn thuế trong 4 năm. Và giảm 50% số thuế phải nộp không quá 9 năm tiếp theo kể từ khi có thu nhập chịu thuế. Bên cạnh đó, các cơ sở của trung tâm ngoài khu công nghệ cao Hòa Lạc cũng được hưởng ưu đãi về thuế tương tự theo quy định tại pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp. Bộ Giáo dục Đào tạo đã có văn bản gửi Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố về việc triển khai một số hoạt động đầu năm học 2020-2021. Theo đó, thống nhất thời gian tựu trường và tổ chức lễ khai giảng năm học mới của học sinh cả nước vào ngày 5 tháng 9. Đặc biệt, căn cứ vào tình hình dịch COVID-19, các địa phương sẽ lựa chọn tổ chức khai giảng cho phù hợp, vừa đảm bảo chống dịch, vừa tạo không khí vui tươi phấn khởi của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. Riêng những địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội sẽ tổ chức theo hình thức trực tuyến. Theo thống kê của Sở Y tế, từ đầu năm đến nay, thành phố có hơn 1.400 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có một người tử vong. Bước vào đầu mùa mưa, điều này cũng báo hiệu mùa dịch sốt xuất huyết có dấu hiệu gia tăng. Cùng với phòng chống dịch bệnh COVID-19, người dân cần chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết với mục tiêu không để dịch chồng dịch. Phối hợp với cộng đồng dân cư thực hiện các biện pháp diệt loang quang, bọ gậy, loại bỏ các vật liệu phế thải chứa nước lâu ngày, phun hóa chất phòng, chống dịch. Đó là những nhiệm vụ tuyên truyền phòng chống dịch sốt xuất huyết đang được triển khai tích cực tại phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Thời điểm này, các trường học trên địa bàn thủ đô cũng thực hiện các biện pháp phòng dịch, loại bỏ nguy cơ sốt xuất huyết khi trẻ vào năm học mới. Hà Nội thường xuyên là trọng điểm sốt xuất huyết ở miền Bắc, hàng năm ghi nhận trung bình từ 3.000 đến 5.000 ca. Năm 2020 không nằm trong chu kỳ dịch, tuy nhiên Sở Y tế Hà Nội nhận định dịch có xu hướng tăng trong thời gian tới. Do đó, Sở Y tế đề nghị tăng cường hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch bệnh, điều trị cho người bệnh sốt xuất huyết. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, chính quyền thành phố Hà Nội đã nhiều lần kêu gọi người dân chủ động phối hợp thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, thậm chí nhiều biện pháp xử phạt cũng đã được ban hành. Tuy nhiên, không ít người vẫn còn tâm lý chủ quan, lơ là, làm tăng nguy cơ dịch bệnh bùng phát và lây lan. Túm 5 tụ 3, ngay trước cổng bệnh viện, nơi đang có nguy cơ lây lan dịch bệnh lớn nhất. Mặc dù đã trang bị cho mình những chiếc khẩu trang, nhưng nếu sử dụng như thế này, liệu có tác dụng? Thậm chí có người cũng chẳng đeo khẩu trang, như những tài xế xe ôm này chẳng hạn. Người nào mà sức đề kháng nó yếu thì phải chấp nhận. Chứ còn bây giờ thì người bây giờ làm sao mà quản lý được? Có lẽ cũng chính bởi tâm lý như vậy mà một bộ phận không nhỏ người dân vẫn thản nhiên ngồi tụ tập trò chuyện ở vỉa hè, không một biện pháp phòng dịch nào như thế này. Chưa kể, loại hình kinh doanh trà đá vỉa hè đã bị thành phố Hà Nội yêu cầu dừng hoạt động từ cuối tháng 7.
Mặc dù đã có quy định phải thực hiện giãn cách đối với các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, tuy nhiên không ít cơ sở kinh doanh vẫn phớt lờ quy định của thành phố. Mỗi bên kê là 3 cái ghế, nghĩa là một bàn 6 ghế, mà ghế cũng không có khoảng cách vừa đủ cái bàn. Như vậy thì làm sao chúng ta có thể giãn cách được? Đây là vấn đề mà hiện nay gần như là mà các bàn còn gần nhau. Mà qua kiểm tra thì chúng thấy một khu phố thì gần như là các quán phở ăn buổi sáng và các quán nhậu, quán bia thì gần như là vậy. Không thực hiện nghiêm cái nội dung này thì dễ lây lan dịch bệnh, và các cơ sở nhỏ lẻ không thực hiện được thì đề nghị các đồng chí trong ban chỉ đạo các quận huyện cũng kiểm tra, xử lý vi phạm, và nếu trường hợp không chấp hành mà không thực hiện đúng thì đề nghị các đồng chí cho dừng hoạt động. Một tuần qua, Hà Nội không ghi nhận ca mắc mới. Tuy nhiên, diễn biến dịch bệnh trên thế giới cũng như hai tỉnh thành phố Đà Nẵng và Hải Dương vẫn rất phức tạp. Mặt khác, Hà Nội là trung tâm của cả nước nên chỉ cần xuất hiện một ca bệnh, nguy cơ lây lan trong cộng đồng sẽ rất cao nếu người dân vẫn còn tâm lý chủ quan lơ là. Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh COVID-19 làm cho các doanh nghiệp may giảm cả về số đơn hàng và giá gia công xuống thấp. Đây đang là thách thức không nhỏ với các doanh nghiệp vốn có đặc thù sử dụng nhiều lao động như ngành may mặc. Tự nỗ lực biến nguy thành cơ, nhiều doanh nghiệp đã giữ được ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động. Dự án xây dựng nhà xưởng mới của doanh nghiệp may này phải dừng lại để dồn lực tài chính, đối phó với khó khăn được dự báo kéo dài sang cả năm 2021. Cũng chính từ thiếu đơn hàng của các đối tác nước ngoài quen thuộc, nay doanh nghiệp đã tìm kiếm được một số đơn hàng may của thị trường nội địa, một việc mà doanh nghiệp chưa bao giờ làm kể từ khi thành lập. Cho dù số đơn hàng này chưa lớn, nhưng lại rất quan trọng trong giai đoạn khó khăn này. Chưa bao giờ chúng tôi cảm thấy rằng là cái thời điểm nó khó khăn như bây giờ. Và theo dự báo thì trong cái thời gian tới còn khó khăn hơn nữa. Chính vậy mà doanh nghiệp phải tự cứu mình bằng cách rằng là tìm những cái đơn hàng tiêu dùng nội địa trong nước để sản xuất. Bởi vì là những cái đơn hàng xuất khẩu bị tụt giảm rất nhiều. Bên cạnh đó không những tụt giảm về sản lượng mà còn tụt giảm về đơn giá. Như mọi năm, thời điểm cuối tháng 8, đơn hàng các doanh nghiệp đã ký được gối đến quý 4, tức đến hết năm. Nhưng thời điểm này, đơn hàng ký mới đạt đến tháng 9, tháng 10. Không những vậy, doanh nghiệp còn đứng trước áp lực bị các đối tác trung gian ép để giảm giá ký. Trong khi nhiệm vụ đảm bảo đủ việc làm cho người lao động cũng là một việc quan trọng không kém của mỗi doanh nghiệp. Phải biến cái thách thức thành cái cơ hội, đó là việc đào tạo lại lao động. Vì lao động trong nghề may hiện nay thì số lượng đào tạo chính thức qua trường hoặc đào tạo dài hạn thì chưa được bao nhiêu cả. Thế cho nên tới đây thì chúng tôi cũng mong muốn rằng ví dụ cái thời gian có thể đến 2-3 tháng ngừng việc ấy, thì sẽ dành cái thời gian đó để đào tạo, nâng cao tay nghề cho lao động. Và có nâng cao tay nghề thì mới có điều kiện tăng được năng suất lao động và mới tăng được cái khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp cũng như cạnh tranh quốc gia để mà có thể, mặc dù có thể giảm giá đơn hàng, nhưng doanh nghiệp vẫn tồn tại và vẫn phát triển được. Thực tế nội tại và năng lực sản xuất của các doanh nghiệp may giữa hai miền Nam Bắc cũng có sự chênh lệch nhau đáng kể. Đa số doanh nghiệp may ở Việt Nam đã chuyển sang làm phốp, trong khi doanh nghiệp may ngoài Bắc, trong đó có Hương Yên, vẫn chủ yếu làm gia công. Điều này đồng nghĩa vẫn còn lệ thuộc nhiều vào các khâu, cầu của trung gian. Tổng cục Quản lý Thị trường vừa có công văn yêu cầu các cục quản lý thị trường tỉnh, thành phố tăng cường kiểm soát thị trường trước, trong và sau Tết Trung Thu 2020. Cụ thể, đối với thời gian trước Tết Trung Thu, Tổng cục Quản lý Thị trường lưu ý các cục quản lý thị trường địa phương cần tăng cường kiểm tra việc vận chuyển, sản xuất, kinh doanh các loại nguyên liệu làm bánh Trung Thu, nhất là nhân bánh nghi ngờ có nguồn gốc từ nước ngoài nhập lậu, để kịp thời ngăn chặn các hành vi sản xuất không đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm. Đối với thời gian trong dịp Trung Thu, cần tăng cường công tác hậu kiểm đối với mặt hàng bánh Trung Thu lưu thông trên thị trường. Còn sau dịp Tết Trung Thu, cần chú ý kiểm soát việc thu hồi và xử lý các sản phẩm hết hạn sử dụng. Nếu phát hiện vi phạm thì kịp thời đình chỉ lưu thông sản phẩm nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng. Hiện nay, long nhãn được thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng bởi có nhiều công dụng hữu ích, có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, phần lớn các hộ làm long nhãn tại tỉnh Hưng Yên vẫn sản xuất và chế biến theo phương thức truyền thống, trong khi đối với các thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc hay các nước châu Âu lại có yêu cầu rất khắt khe đối với sản phẩm long nhãn. Do vậy, mặc dù nhu cầu nhập khẩu của các nước dồi dào, song số lượng đủ điều kiện xuất khẩu ở Hưng Yên lại rất hạn chế. Gia đình chị Lê Thị Thủy ở thôn Tất Viên, xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ
gắn bó với nghề sản xuất và chế biến long nhãn hơn 20 năm nay. Vào chính vụ, mỗi ngày gia đình chị sấy từ 3 đến 4 tấn nhãn tươi. Là hộ sản xuất quy mô lớn tại địa phương với số lượng nhân công xoáy long từ 50 đến 70 người một ngày. Thế nhưng, việc sản xuất theo công nghệ mới bằng lò hơi hay lò điện vẫn còn khá xa lạ với chị và các hộ sản xuất long nhãn ở đây. Quy trình sấy sản xuất chế biến này thì bằng lò than. Thực tế thì hãng còn muốn đầu tư trang thiết bị nhưng mà chi phí giá thành hãng còn cao. Thời điểm này, giá bán long nhãn cao hơn đầu vụ, dao động từ 140 đến 170.000 đồng kg. Phần nào khắc phục được thiệt hại do giá nhãn quả tươi xuống thấp. Tuy nhiên, với công nghệ chế biến thô sơ, công đoạn bảo quản cũng chỉ dừng lại ở việc đóng gói cơ bản, thì việc xuất khẩu cũng còn khá khó khăn do yêu cầu về thời gian sử dụng, bảo quản để giữ được nguyên chất lượng sản phẩm của các thị trường nước ngoài rất khắt khe. Tôi thì là gọi là sản xuất là nẻ mới làm ít thôi, làm xong cái là bán cho những thợ người ta buôn bán lớn đấy, là người ta có nhà lạnh lớn đấy, chứ còn nhân dân chúng tôi thì là nếu mà đầu tư ra cái đấy thì chắc khoản tiền lớn là chưa có tiền để làm được. Để tháo gỡ những khó khăn, mở đường cho sản phẩm có thể đi vào các thị trường khó tính. Năm 2019, Sở Công Thương Hưng Yên đã đưa công nghệ sấy lạnh vào triển khai tại cơ sở chế biến Phương Thảo của chị Dương Thị Phượng ở thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cử. Đây là cơ sở chế biến duy nhất của tỉnh áp dụng công nghệ này để có thể đáp ứng được yêu cầu xuất khẩu ra các thị trường như Hàn Quốc, Nhật Bản hay một số nước khác. Sử dụng máy sấy lạnh có thể loại bỏ hoàn toàn lưu huỳnh, bụi than, tạp chất, điều chỉnh nhiệt độ và kéo dài thời gian bảo quản của sản phẩm long nhãn lên đến một năm. Có hai công đoạn sấy, một là sấy nóng, hai là sấy lạnh. Thì trước khi sấy thì tôi bảo quản cho sấy, tôi cho vào sấy nóng trước để cái độ nước bớt đi được 50%. Bắt đầu tôi chuyển sang bên cái lò sấy lạnh, ít nhất phải là 12 tiếng. Tức là cái này sấy lạnh này tôi được điều chỉnh theo cái mức độ thời gian nhiệt độ. Tôi không phải bảo quản ở trong cái kho lạnh như trước nữa, và tôi để ngoài cái môi trường tự nhiên. Cái màu sắc của long nhãn vẫn còn giữ được màu nguyên vị và màu của cái mức long đấy tới tay người tiêu dùng. Tại dự thảo luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông vừa được trình chính phủ, Bộ Công an đề xuất rút thời hạn cấp giấy phép lái xe xuống còn 5 năm thay vì 10 năm như hiện nay đang được Bộ Giao thông Vận tải quy định. Cụ thể, tại khoản 9 điều 46 dự thảo luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ về thời hạn giấy phép lái xe quy định, giấy phép lái xe các hạng A1, A2, A3 không có thời hạn, giấy phép lái xe hạng B, C, D1, D, BE, CE, D1E, DE có thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp. Nhiều quan điểm cho rằng đề xuất rút thời hạn xuống 5 năm sẽ thêm thủ tục, làm phiền người dân, sẽ phát sinh chi phí hành chính rất lớn, hàng triệu người phải đi làm lại thủ tục, thêm một giấy khám sức khỏe. Thời gian gần đây, một số bãi tập kết rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Văn Lâm rơi vào tình trạng quá tải, phát sinh ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Tình trạng trên xảy ra nhiều tại các bãi tập kết rác thải ở thôn Đình Dù, xã Đình Dù, thôn Bình Lương, xã Tân Quang, thôn Ngô Xuyên ở thị trấn Như Quỳnh. Rác thải ứ đọng, không được xử lý kịp thời, dẫn đến ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan. Thậm chí nhiều nơi rác tràn cả ra lòng đường, gây ảnh hưởng đến việc đi lại và đời sống sinh hoạt trong nhân dân. Mỗi ngày kiểu như là không chuyển rác đi, mùi bốc vào hôi á. Rồi thỉnh thoảng người dân vẫn kiểu đốt ấy. Thế là khói nó vào sông vào hết nhà em. Nếu mà không xử lý được thì khó chịu ảnh hưởng. Hiện tại công ty cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 11 và hạt giao thông và môi trường huyện Văn Lâm ký hợp đồng thu gom, vận chuyển xử lý rác thải tại các xã thị trấn. Qua tìm hiểu, các bãi tập kết rác bị ùn ứ trong thời gian qua là do công ty Urenco 11 sửa chữa, bảo dưỡng lò đốt luân phiên. Mặt khác, lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Văn Lâm khoảng trên 70 tấn một ngày, trong khi đó công ty Urenco 11 chỉ đáp ứng được gần 60 tấn một ngày. Do đó, để xử lý rác thải tồn đọng tại các bãi tập kết rác đang là bài toán đặt ra ở huyện Văn Lâm. Vừa rồi là do cái công ty môi trường xử lý rác thải trung chuyển của huyện đấy, là do là có cái thông báo về xã là tạm dừng để bảo dưỡng, cho nên là cái rác thải của dân là người ta tập trung trở nên không có chỗ để trung chuyển trở đi. Chúng tôi có ý kiến đề nghị là làm sao mà bảo dưỡng nó nhanh để tập trung lại tiếp tục là đi trung chuyển trở cho các xã để tránh cái môi trường xảy ra nhân dân vứt bừa bãi.
Công ty Udenco xử lý rác thải trên địa bàn thị trấn. Do điều kiện của công ty, cho nên cái lượng rác trở đến xử lý tại công ty chỉ được đến 30-40%. Cho nên là tình trạng rất tồn động tại bãi rác, nhà chờ rác tạm thời của thị trấn Như Quỳnh rất nhiều. Do vậy là Ủy ban thị trấn Như Quỳnh cũng chỉ mong muốn sao công ty Udenco sớm đưa vào thêm nhà máy xử lý nhanh. Để cái tồn tại cái rác ứ động ấy, thì chỉ hạt giao thông cũng phối hợp với Udenco, cũng đề nghị Udenco là tăng cường khối lượng cho huyện Văn Lâm để giải quyết dần dần những cái tồn động, vì một lúc vận chuyển vào thì cũng không đáp ứng nổi. Hạt giao thông mới cũng bố trí cả cái đơn vị công ty Hưng Phát là cái đơn vị thu gom bằng cái phương tiện là xe cuốn ép ấy, thì cũng cho xe cuốn ép vào đó cũng để hỗ trợ thêm, nhưng mà thực tế thì bây giờ vẫn còn tồn đọng rác thải chứ chưa tuyệt đối. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế công nghiệp hóa, đô thị hóa nhanh cùng sự gia tăng về dân số, dự báo trong thời gian tới, khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh hàng ngày trên địa bàn huyện Văn Lâm tiếp tục tăng nhanh. Để giải quyết tình trạng ùn ứ rác thải, bảo đảm vệ sinh môi trường, huyện Văn Lâm cần có những giải pháp trước mắt và lâu dài hiệu quả phù hợp. Chiều ngày 25 tháng 8, trên sông Lô đoạn chảy qua địa phận thôn Chợ Tổng, xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Công an huyện Hàm Yên và Ủy ban nhân dân xã Đức Ninh kiểm tra phát hiện bắt quả tang một tàu quốc không có biển kiểm soát đang khai thác trái phép cát sỏi lòng sông Lô. Qua kiểm tra, tàu quốc do Ma Văn Trung sinh năm 1982, trú tại thôn Tông Trang, xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa điều khiển, đang khai thác cát sỏi lòng sông Lô lên khoang chứa của hai xà lan mang biển kiểm soát TH0638 và xà lan mang biển kiểm soát VP1381. Tại thời điểm kiểm tra, trên các phương tiện có hơn 167 mét khối cát và 16 mét khối sỏi. Các đối tượng không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ. Vụ việc bé Nguyễn Cao Gia Bảo 2 tuổi tại thành phố Bắc Ninh bị bắt khi đi chơi tại công viên gây xôn xao dư luận thời gian qua. Chỉ trong vòng vài phút xa bố, bé đã rơi vào tay kẻ ác. Đây là hồi chuông cảnh báo cho các bậc phụ huynh cần quan tâm sát sao đến con nhiều hơn khi đưa con ra ngoài chơi. Đây là hình ảnh được ghi lại trong buổi đoàn tụ của gia đình cháu Nguyễn Cao Gia Bảo sau ngày bị bắt cóc. Niềm vui như vỡ òa. Cùng với sự nỗ lực của cơ quan công an, người dân mà đến nay cháu đã về bên gia đình bình an, khỏe mạnh. Sự việc cháu bị bắt cóc diễn ra rất nhanh khiến những người trong cuộc đều cảm thấy bàng hoàng. Cái sự việc xảy ra vừa rồi cũng là rất là lấy làm tiếc vì cái gọi là sự không sâu sắc của người làm cha. Tuy nhiên là thôi thì cái gì cũng qua rồi, không nào ai quên nó lại nữa, và chỉ mong là các bậc phụ huynh quan tâm yêu đến con cái và sâu xa đến con cái. Tuy nhiên thấy rằng là vẫn có những cái đối tượng thực hiện hành vi phạm tội rất manh động giữa ban ngày thì ở nơi đông người trung tâm thành phố thực hiện cái hành vi, thì chúng tôi sẽ sớm tập trung điều tra và hoàn tất hồ sơ phối hợp với Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân tỉnh và xét xử công khai vụ án, với cái chắc chắn rằng pháp luật sẽ dành cho đối tượng cái bản án thích đáng. Công viên Nguyễn Văn Cử tại thành phố Bắc Ninh, nơi xảy ra vụ bắt cóc bé Nguyễn Cao Gia Bảo, đến nay trẻ đến chơi cũng thưa vắng hơn, và hơn hết là mỗi bậc phụ huynh đều trông nom chặt chẽ hơn con em mình. Tại công viên, lực lượng an ninh liên tục nhắc nhở các bậc phụ huynh khi đưa con em đến công viên cần giám sát chặt chẽ con mình, tránh để kẻ xấu lợi dụng kẽ hở đưa các con đi. Trước đây gia đình rất hay cho trẻ đến đây chơi và vẫn sơ đẫn, không chú ý đến trẻ. Qua sự việc vừa rồi là gia đình đã trông nom và kẻ cạnh các em hơn. Chiều nào tôi cũng cho cháu ra đi chơi, đấy thì nhưng mà qua cái sự việc vừa rồi thì tôi sẽ để ý và quan sát cháu nhiều hơn. Trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương nhất, vì vậy mỗi bậc cha mẹ cần nâng cao tinh thần cảnh giác. Bên cạnh việc giám sát trẻ, các bậc phụ huynh cần dạy cho con kỹ năng phòng chống khỏi bắt cóc, tự bảo vệ mình. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây thì thời lượng của chương trình Nhìn từ Phố Hiến cũng đã khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.